Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece Channel Shonen Action. Trong chương 1069 cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin quan trọng về trái ác quỷ. Tiến sĩ Vegapunk cuối cùng đã giải thích những thứ mà ông tin là nguồn gốc thực sự của trái ác quỷ. Rõ ràng Vegapunk tin rằng trái ác quỷ là biểu hiện của mong muốn trong quá trình tiến hóa tiềm năng của sự sống. Mỗi người sử dụng trái ác quỷ đại diện cho một tương lai mới cho nhân loại và sức mạnh của trái ác quỷ là hiện thực hóa hy vọng và mong muốn của con người. Với những thông tin mà tiến sĩ Vegapunk tiết lộ thì đây là lần đầu tiên một số thành viên trong băng mũ rơm biết được sự thật về trái ác quỷ của Ruffy. Phản ứng của họ như thế nào? Thứ nhất, phản ứng của băng mũ rơm khi thấy Gear 5. Trong trận chiến đỉnh cao tại Onigashima giữa Ruffy và Kaido, chúng ta biết được hình dạng và sức mạnh của trạng thái Gear 5 mới, đồng thời biết được sự biến đổi mới của Ruffy là do trái ác quỷ Hitter Eater no Mi. Các thành viên băng mũ rơm không trực tiếp theo dõi được trận đánh của Ruffy với Kaido và sự thật về trái ác quỷ Gomu Gomu chỉ được tiết lộ trong cuộc họp của Ngũ Lão Tinh, nên mọi người đều không biết về sự thật trái ác quỷ này. Tất cả chỉ biết về hình dạng Gear 5 thông qua tờ lệnh truy nã từ Hoàng được phát ra và mọi người đều nghĩ rằng hình dạng này là một hình dạng biến đổi lại của trái Gomu Gomu mà thôi. Cho đến chương 1069, Vegapunk giải thích cho tất cả một số thành viên băng ngũ rơm được biết. Hiện tại, Jinbe và Chopper hiện giờ đang ở cùng với Ruffy, trong khi Zoro và Brook đang bảo vệ con tàu, và chỉ có một vài người trong băng ngũ rơm biết được tin tức này. Trong trang 1069, Vegapunk đã di chuyển tức thời đến Lavu Face. Ngay lập tức, ông ta nhận thấy rằng Ruffy đánh nhau với Lucy, trong khi sử dụng trạng thái Gear 5 của mình. Vegapunk nhận xét rằng Ruffy rất giống với một vị thần nào đó. Và đây là biểu hiện của các thành viên băng mũ rơm khi biết được bí mật về trái ác quỷ của Ruffy như sau. Nami thì sửng sốt vì trước giờ chưa từng nghe thấy cái tên Nika. Cô ấy cũng không hiểu cơ chế hoạt động Gear 5 của Ruffy vì cô ấy cho rằng đây chỉ là một dạng biến đổi khác từ Gomu Gomu. Usopp thì cảm thấy thật khó tin khi nghe Vegapunk nói bởi vì trước đây Ruffy nói rằng trái ác quỷ của Ruffy là trái cao su. Sanji thì nghĩ rằng Vegapunk đã già nên lẩm cẩm khi ông nói Gear 5 của Ruffy giống như vị thần. Franky và Robin thì bất ngờ và bị sốc trước tin tức này, chỉ đứng đó im lặng và nghe Vegapunk giải thích. Hãy nên nhớ rằng, ngay cả chính Ruffy cũng không biết nhiều thông tin về trái ác quỷ cao su của mình, bởi vì tin tức về trái Nika là tuyệt mật, nên chúng ta cùng chờ xem Ruffy sẽ phản ứng như thế nào khi đồng đội của anh ta biết được những tin tức này. Tuy nhiên, với bản tính não cao su luôn thờ ơ đối với mọi việc, thì Ruffy có thể sẽ không quan tâm lắm, bởi vì anh là một người vô tư, muốn làm gì thì làm, dù có là định mệnh hay không. Ít nhất một số thuyền viên trong băng mũ rơm đã hiểu hơn về trái ác quỷ của Ruffy. Thứ hai, ba thế lực sẽ tham gia vào trận chiến ở Egghead. Hiện nay ở trong chương 1069, tình hình ở đảo Egghead đang rất hỗn loạn. Shinbei không có khả năng sẽ chiếm được quyền kiểm soát Seraphim sau khi Luffy tấn công Sentomaru. Băng mũ rơm thì vẫn đang ở trên đảo Egghead và có khả năng sẽ chiến đấu với Shinbei không để bảo vệ Vegapunk và các bản sao của ông ta. Nhưng kể từ chương 1070 thì có thể sẽ có sự xuất hiện của các thế lực khác nữa và sau đây là một số người có thể xuất hiện. Thứ nhất, Đô đốc Kizaru. Dĩ nhiên đứng đầu là Đô đốc Kizaru khi ông được hải quân xác nhận là đang trên đường nhanh chóng đến đảo Egghead để hỗ trợ Shinbei không. Mình không biết khi nào Đô đốc sẽ đến. Nhưng nếu ông ta đến được đảo Egghead, băng mũ rơm có thể gặp nhiều khó khăn. Hiện giờ G14 đang là căn cứ hải quân gần đảo Egghead nhất. Nếu Kizaru đang trên đường đến đảo Egghead, việc phó đô đốc Don và căn cứ G14 được triển khai để hỗ trợ Kizaru. Theo mình, với tư cách và sức mạnh của một đô đốc, Kizaru là đối thủ hoàn toàn phù hợp với Gear 5 Ruffy hơn là báo thủ Lucy. Thứ hai, Kuma. Như chúng ta đã thấy ở cuối chương 1067, Kuma dường như đang cố gắng bỏ chạy mà không báo trước, trong khi Lindbergh đang sửa chữa cơ thể. Kuma không quan tâm đến tình trạng tổn thương trên cơ thể mình. Anh ta ngay lập tức chạy đi mà không có lý do gì sau khi Shaka ra lệnh cho tất cả bản thể của Vegapunk chuẩn bị cho trận chiến đối đầu với Shinbei không. Kuma thực sự đã đi đâu? Anh ta đã rời khỏi Kamabaka. Hiện giờ chúng ta không biết chính xác anh ta ở đâu cả. Nhưng mình nghĩ rằng Kuma bằng cách nào đó đã biết Bonney đang gặp nguy hiểm. Có thể anh ấy đã kết nối với Esbir, một Seraphim được chế tạo dựa trên hình dáng và năng lực của anh ta. Có thể anh ấy đã kết nối với hệ thống an ninh của Egghead. Sẽ rất thú vị nếu chúng ta tìm thấy Kuma bản chính xuất hiện tại đảo Egghead và thực sự hoạt động. Thứ ba, quân đội cách mạng. Khi Kuma bỏ chạy, Dragon đã được báo cáo và chứng kiến việc Kuma biến mất. Trước đây chúng ta cũng thấy Dragon có liên lạc qua lại với Shaka và Shaka nói rằng ông ta sẽ bị chết. Vì vậy nếu Dragon có thể liên quan đến tình huống này thì anh ta cũng sẽ hướng mục tiêu mình đến đảo Egghead. Đây sẽ là ba thế lực có thể xuất hiện tại đảo Egghead để tham gia vào trận chiến tranh giành Vegapunk và đây sẽ là một trận đại chiến nếu Shinbei không, hải quân và quân đội cách mạng và một băng hải tặc của tứ hoàng Ruffy chiến đấu trên một hòn đảo. Bạn có nghĩ thế lực nào sẽ tham chiến và theo bạn Zoro và Brook sau khi biết sự thật về Nika thì sẽ phản ứng như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.